một nhấn, một vặn, hai Paloma và đều là dòng mặt men full chức năng, dòng nguyên bản ạ. Gì bếp gì cũng có, chỉ có là bếp quá rẻ quá nát thì em Hương không có thôi các anh chị ạ. Các anh chị đang xem sản phẩm trên kênh hàng Nhật của em Hương. Các anh chị vào xem thì ủng hộ em một like, một nốt đăng ký kênh. Hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các anh chị hai cái mẫu bếp, hai mẫu bếp đều đến từ nhà Paloma, chỉ khác nhau về kiểu dáng thôi. Còn màu sắc giống nhau và các chức năng an toàn thì giống nhau. Đầu video thì em Hương sẽ chia sẻ về những cái tính năng an toàn tuyệt vời của bếp ga Nhật. Tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Không may chúng ta nấu nướng có quên thì cũng sẽ không có lo bị cháy nồi được nhé. Tính năng tuyệt vời nhất đó là tính năng chống cháy nồi. Và cái thứ hai đó là tính năng tiết kiệm ga, cực kỳ tiết kiệm ga luôn. Các anh chị dùng bếp mà không tiết kiệm ga, em Hương trả lại tiền cho các anh chị. Rồi, đi vào cái chiếc bếp đầu tiên đi cả nhà ơi, không mất thời gian quý anh chị nữa. Em Hương đã mở trước cái nội thất của bếp ra rồi đây đúng không ạ? Nội thất vì sao gọi là bếp ga an toàn, vì sao gọi là bếp ga thông minh? Em mời các anh chị nhìn xem này, hàng trăm chi tiết, hàng trăm phụ kiện mới tạo nên được một cái chiếc bếp như thế này. Phía dưới em Hương cũng đã lắp lưới chống chuột luôn rồi, nên là các anh chị sau khi đặt bếp em Hương sẽ gửi đi trong ngày luôn thôi. Các anh chị mua bếp của em Hương vài hôm trước lại do tình hình bão lũ nên là chắc là sẽ nhận hàng hơi chậm. Sẽ nhận chậm hơn so với dự kiến tầm 1-2 ngày. Thậm chí là có những nơi nước chưa rút thì các anh chị chịu khó đợi giúp em nha. Rất là chia sẻ với lại các anh chị, các bác ở phía Bắc. Tại nhà em thì ở miền Trung thì đến thời điểm hiện tại là vẫn an toàn, không sao hết. Cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến một số bác khách ở trong Bến Tre rồi Hà Nội, Bến Tre, Hồ Chí Minh, ở khu vực phía Nam đấy. Có gọi điện cho em Hương bảo là con ơi nhà con có sao không? Rất là cảm ơn các bác nha. Các bác mới hỏi hàng thôi chứ chưa có mua hàng đâu. Nhưng mà rất là trân quý những cái tình cảm như thế ạ. Rồi em sẽ lắp cái mặt bếp vào. Sẽ lắp mặt bếp vào và test các tính năng cho các anh chị cùng xem này. Đây ạ, em sẽ quay sát lại một chút xíu nữa, quay rõ để cho các anh chị có thể nhìn này. Bác nào mà muốn xem chi tiết, xem cụ thể hơn thì gọi điện cho em Hương nha. 0359014200 là số nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc luôn. Hai cái chiếc bếp này hôm nay giới thiệu đến quý anh chị gọi là cái dùng hàng dòng hàng lướt thôi, độ mới trên 90% hết, là đẹp luôn. Em lắp vào một tay này nó hơi lấn cấn một tí rồi, ok chưa ạ? Dòng mặt lên một chiếc đầu tiên đó là dòng phím nhấn, còn là chiếc thứ hai sẽ là dòng phím vặn nhá. Nếu mà mình thích nhấn thì mình lấy cái mẫu đầu tiên này, còn mình thích vặn thì mình sẽ xem cái chiếc bếp thứ hai đi ạ. Rồi bếp đẹp chưa cả nhà, bếp rất là đẹp luôn. Sản xuất vào năm 2022 các anh chị nhé, 2022, phím nhấn là công tắc bật bếp. Em sẽ bật lửa cho các anh chị cùng xem này. Trời ơi, lửa đẹp quá luôn. Em mời các anh chị cùng xem ngọn lửa đây ạ. Không mua cả chiếc bếp này thì tiếc quá, lửa nhỏ bác này. Lửa to này, xanh không ạ? Mua bếp, mua lửa, mua may mắn các anh chị nhé. Lửa quá là xanh, quá là đẹp luôn. Bếp Nhật thì nếu mà hàng mới trước này các anh chị mua tầm 8 triệu rưỡi 9 triệu cơ. Còn hàng bãi thì em chỉ bán với giá hơn 3 triệu một tí thôi. Hơn 3 triệu một tí. Và có những cái mẫu là tầm trên dưới 2 triệu cũng nhiều. Là mình cứ gọi cho em Hương đi để em Hương tư vấn bếp cho các anh chị. Đấy, lửa xanh không cả nhà. Cái này là phím 30 phút nha. Đấy, 30 phút. 30 phút thì chúng ta sẽ tắt cả ba bếp, hoặc là nếu mà anh chị nấu hai bếp trên ấy thì là sẽ tắt của hai bếp trên, cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái này gọi là nốt hầm hoặc là nốt hẹn giờ đấy. Còn cái số 3 đây các chị này, số 3 đây đúng không ạ? Mình ấn và giữ 3 giây giúp em. Riêng đồ cái này là phải ấn giữ nha. Còn cái phím này thì ấn như thế này thôi. Còn phím này phải ấn giữ này, bật lên khi làm gì? Khi chúng ta chiên rán hoặc rang đồ khô. Vì sao ạ? Vì bếp ga Nhật nó quá là an toàn, nó rất là an toàn. Đấy, nên là khi mà chúng ta không may chúng ta nấu lâu ấy, nó tắt bếp thì chúng ta bật cái này lên. Đấy, nhớ là ấn và giữ giúp em Hương. Điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt đây này. Quá là tuyệt vời đây đúng không ạ? Quá là xanh luôn. Lửa rất là xanh. Em sẽ test nhanh cái tính năng an toàn là tính năng gió thổi tắt bếp các bác nhá. Tính năng gió thổi tắt bếp đấy ạ. Rồi, đối với tính năng gió thổi như thế này thì mình đợi giúp em 15 giây. Đợi giúp em Hương 15 giây đi ạ. Quay thành vách cho cả nhà cùng theo dõi này. Màu nâu cà phê, nói chung là cũng đen đen nâu nâu chứ không phải đen tuyền đâu. Tháng 10 2022, các chị nhìn có rõ không? Đây, riêng đồ cái phần khung này thôi nhá. Phần khung thì em sẽ có chấm sơn, em sẽ có sơn phủ bóng lại để cho bếp nhà mình làm sao, để cho bếp nhà mình sẽ luôn mới, luôn đẹp. Em sẽ đi lấy cái bật lửa. Đấy, các anh chị có nghe thấy âm thanh báo còi tít tít không ạ? Đã báo hiệu khóa ga rồi. Khi mà gió thổi tắt bếp sau 15 giây thì bếp sẽ khóa ga. Rồi, ok chưa ạ? Hai bếp nấu phía trên này, tim cảm biến đây các chị này. Và bây giờ em sẽ để lên để test cái tính năng cảm biến đáy nồi cho các anh chị xem nhé. Chống cháy nồi này.
Đấy, mình test tính năng chống cháy nồi cho cả nhà xem. Khi chúng ta mới bật bếp này, lửa rất là xanh đúng không ạ? Lửa rất là xanh, rất là to. Nhưng mà đến 200 độ thì bếp sẽ giảm nhỏ, và 250 độ thì bếp sẽ tắt bếp. Tắt bếp là khóa ga luôn. Hai bếp nấu phía trên và có một cái lò nướng ở giữa đây ạ. Hay nấu và vị nướng của bếp cũng còn rất là mới, bằng inox sáng bóng luôn. Bằng inox sáng bóng luôn các bác nha. Em mời các anh chị cùng xem nội thất bên trong của lò nướng ạ. Nói chung là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng rồi. Không thể tránh khỏi những cái vết chầy, vết xước. Đấy, không thể tránh khỏi là một hai chỗ chầy. Nhưng mà độ đẹp thì rất là đẹp luôn. Các anh chị thấy ngọn lửa không ạ? Xanh, xanh biếc luôn này. Xanh cực kỳ xanh luôn. Đây, cái này là khóa cho em nhé. Sau khi nấu xong, sau khi nấu xong mình khóa lại. Để ví dụ như bây giờ em khóa của bếp nướng này, khóa lại thì chúng ta sẽ không có bật được bếp nữa đâu. Đấy, trên nấu dưới nướng cực kỳ tiện lợi luôn. Gạt sang bên trái là mở khóa. Lửa rất là xanh đây đúng không ạ? Đấy, 200 độ là bếp sẽ giảm nhỏ các anh chị nhá. Đây, hiện tại bếp đã giảm nhỏ rồi này. Em hướng dẫn các anh chị test bếp này. Khi mà chúng ta về, chúng ta chọn một cái nồi nhỏ thôi, chúng ta đậy vung lại như thế này giúp em. Và các anh chị cũng chỉ cần test đến khi mà cảm biến giảm như thế này thôi. Test đến khi cảm biến giảm như thế này nhá. Tại vì sao? Nếu như bếp có lỗi, cảm biến không hoạt động được thì sẽ không có giảm nhỏ đâu. Và nó không cho nấu luôn ấy. Đấy. Nên là các anh chị không có lo, không phải đợi đến khi nào tắt bếp đâu. Chỉ cần test đến bước như thế này là ok rồi, đúng không? Đây, chúng ta bật này, bật sử dụng rất là đơn giản. Đấy, sử dụng rất là đơn giản thôi, điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt. Khi mà nồi đã nóng lên rồi như thế này. Đấy, khi nồi đã nóng lên như thế này rồi nhá thì sẽ không còn bật cái điều gạt này. Cái cần gạt này không còn tác dụng nữa rồi, không bật được. Đấy, bếp bên trái đã tắt rồi. Bếp bên trái đã tắt rồi đấy ạ. Tắt bếp là khóa ga luôn các anh chị nhá. Đấy, tắt bếp là khóa ga luôn. Để đỡ tốn thời gian thì chúng ta chỉ cần test đến khi là cảm biến giảm nhỏ như thế này thôi. Rồi tắt luôn rồi đấy ạ. Cảm biến rất là ok đúng không cả nhà? Mình định không test nhưng mà tắt luôn rồi. Tắt bếp là khóa ga luôn. Ok chạ, tất cả các tính năng hoạt động tốt hết. Ba bếp thì hiện tại em Hương vẫn đang còn bật đây. Thì nhấn dạ quang nhá. Lò nướng này các bác này, cho những chị mới vào xem sao xem lại cái lò nướng. Ok chạ, 10 điểm. 10 điểm cho cái sự thông minh này. Chiếc bếp Paloma năm sản xuất 2022, có phím 3S và có một thêm một cái phím hẹn giờ 30 phút. Mã này thì em đang Hương đang bán với giá là 3 triệu 400 nghìn đồng các anh chị nhé. 3 triệu 400 nghìn đồng cho cái mã bếp ga này. Bác nào mà quan tâm tới cái chiếc bếp ga này thì liên hệ trực tiếp cho em Hương ạ. 0359014200. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc. Về cái điểm trừ của bếp như em Hương đã chia sẻ đấy, cũng không thể tránh khỏi một hai vết chảy nhỏ lắm ạ. Nhỏ lắm và nó cũng nhỏ nhỏ dài dài thôi. Nhưng là em đã chấm lại sơn các anh chị rồi, quay sát cả nhà mới thấy. Quay sát các anh chị mới thấy nha. Bên đây nữa, bên đây cũng có một vết nhỏ thôi. Không sao, quan trọng là cái mặt trên của bếp đẹp là được thôi. Chúng ta chịu khó này, chúng ta chịu khó nấu nướng xong, chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi thôi đúng không ạ? Đây, bếp mặt rất là đẹp luôn, độ mới cao. Cái chiếc này phải mới 92-95% các bác ạ. Rất đẹp luôn. Rồi, nhấn các bác nhá. Một chiếc bếp dòng phím nhấn sản xuất vào năm 2022, giá là 3 triệu 400 nghìn đồng. Còn nếu mà thì mình thích dòng phím vặn đi, mình thích dòng phím vặn, mình lấy cái mã này. Mình lấy dòng phím vặn, mình lấy cái mã này cho em Hương này. Đấy, vặn 2020. Chiếc này chỉ có 3 triệu 2 thôi. Chiếc này không phải 3 triệu 4, chiếc này 3 triệu 2. S37, chiếc này 2020, thành vách cũng đẹp, chấm bé tí thì tì ở đây. Là những cái chiếc bếp mà dòng phím vặn như thế này thì rất là gần gũi và thân thuộc với các bà, các mẹ đúng không ạ? Đấy, 3 triệu 200 nghìn đồng. Đấy, họng cũng còn rất là đẹp luôn. Họng cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Quá là ok luôn đúng không ạ? Quá là ok la luôn. Hai chiếc bếp dòng nguyên bản hết nhá. Anh chị nhìn cái chia lửa của bếp này, chiếc nào cũng rất là đẹp hết luôn. Chỉ có phần khung thì em chấm lại, em sơn lại, đây là phủ bóng lại để anh chị lau chùi vệ sinh cho nó mới thôi. Đấy, 3 triệu 200 nghìn đồng cho em bếp ga này. Và 3 triệu 400 nghìn đồng cho em bếp ga dòng phím nhấn. Quá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời. Hai cái chiếc này thì độ mới như nhau nhé. Mới như nhau 92-95% tùy vào các anh chị đánh giá. Chỉ còn thiếu cái thùng thôi. Bác nào mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em Hương ạ. 0359014200. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian 10 phút quý báu của mình theo dõi hết video của em Hương. Và xin chào chủ nhân tiếp theo của cái chiếc bếp này nhé. Các anh chị vào xem hàng trước khi rời kênh thì ủng hộ em Hương một like, một nốt đăng ký đấy ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.